Nóng, Quảng Ninh sẽ kiểm tra thông tin xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động ở Chùa Ba Vàng. Sáng ngày 28 tháng 12, trả lời phỏng vấn VTC News, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh chưa nhận được thông tin liên quan sự việc xá lợi tóc của Đức Phật tồn tại hơn 2.600 năm tự chuyển động được đưa về Chùa Ba Vàng để người dân và Phật tử chiêm bái, và tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm tra về việc này. Trước những thông tin về việc Chùa Ba Vàng tổ chức cho người dân đến chiêm ngưỡng xá lợi tóc của Đức Phật, thì Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng chưa nhận được thông tin từ Chùa Ba Vàng về việc chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật. Ngay cả ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết Chùa Ba Vàng chưa xin phép báo cáo cho sở về đại lễ. Ngoài ra, theo cư dân mạng thì đây thực chất là loại cỏ có tên khoa học là Pili sẽ tự chuyển động khi gặp nước. Loại cỏ này ở Việt Nam mọc khá nhiều, có tên gọi là phi tiêu, dị thảo vặn cỏ khác râu. Hình thù của cỏ này giống như sợi tóc. Hiện tại, vụ việc vẫn đang gây tranh cãi.